đi, cho phép Uyên Minh thay mặt ban giám đốc gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành vì đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình. Và trước thềm năm mới 2020, kính chúc quý vị sẽ có một năm tràn đầy niềm vui, sức khỏe và cũng như thành công. Ladies and gentlemen, welcome to the 10th year anniversary of World Wallet Company. First of all, on behalf of the board of directors, I would like to say thank you for your coming. And as you know, 2020 is coming. I wish you a new year full of health, success and happiness. Quý vị thân mến, và vừa rồi thì chúng ta mới vừa nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập của công ty World Wallet. Và Uyên Minh tin chắc là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để chia sẻ với nhau, để đánh dấu một cột mốc vô cùng đáng nhớ. Và chúc cho công ty sẽ ngày càng phát triển để chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở những chặng đường 20 năm, 30 năm hay là hơn thế nữa. Ladies and gentlemen, we just looked back on the 10 years development of World Wallet Company. And surely tonight we have many things to tell each other to mark a memorable milestone and hope that the company will grow stronger in the future so we can meet again in 20 years, 30 years later or more. Do you agree with me?